Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 628, Long Sinh Cửu Tử. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Vạn vật khôi phục, bốn chữ vô cùng đơn giản, lấy ngữ khí lạnh lùng nói ra, lại mang cho Hứa Thanh cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nhất là câu, chỉ duy nhất bản thân mình là không thể nghịch lại để khôi phục. Chỗ này mơ hồ lộ ra một cỗ bi thương khó tả. Người nhi nữ nhỏ nhất của chúa tể này, nàng sinh ra đã có được lực lượng quyền hành, nhưng đối với nàng mà nói, có lẽ quyền hành này không phải là chuyện may mắn gì. Nàng đã lấy sinh mệnh của bản thân để khôi phục vạn vật, cái này rất cường đại. Đồng thời cũng vô cùng tàn khốc và lại hiển nhiên có cực hạn. Thế tử theo bản năng giơ tay lên đặt ở trước mặt ngũ muội. Từ nhỏ đến lớn lão vẫn luôn làm như vậy, không chỉ lão mà tất cả huynh đệ tỷ muội bọn họ cũng đều làm. Minh Mài công chúa cũng tương tự như thế. Không cần, ta vốn không sống được quá lâu nữa. Lão nại nại áo đen lạnh nhạt mở miệng. Sống không được bao lâu cũng phải sống. Thế tử nhíu mày, thân sắc lộ ra uy nghiêm, giọng nói cũng lần đầu tiên bá đạo như vậy. Lão giơ tay phải lên vỗ một cái, một đám khí tức sinh mệnh tràn ra từ trên người của lão, bay thẳng đến lão nại nại áo đen, cưỡng ép dung nhập. Ngay sau đó, thân thể của lão nại nại áo đen chấn động, khí tức trên người rõ ràng nồng đậm hơn một chút. Nàng với vẻ mặt phức tạp nhìn người ca ca trước mắt này, trầm mặc không nói gì. Cách làm cũng đồng dạng là hoàn thành ở trong tay Minh Mai công chúa. Hứa Thành suy nghĩ một chút, cũng đưa ra một giọt máu của Tử Nguyệt. Ngươi thì khỏi. Thế thử giơ tay lên, bắn giọt máu tươi kia quay về trên người Hứa Thành, sau đó hất tay áo lên, thân ảnh mọi người kể cả cánh cửa đen trắng kia cùng nhau tàn biến. Ba ngày sau, trên thanh xa đại mạc, đại địa có một chỗ vòng xoáy, thân ảnh Hứa Thành ngay ở bên trong đó, hắn đang cố gắng bò lên bên trên, sức nặng tới từ mặt trời, khiến cho hắn một lần nữa cảm nhận được khó khăn ở bên trong sa mạc này. Mà lần này Minh Mài công chúa cũng không kéo hắn ra nữa. Nàng và thế tử còn không ngũ muội, bọn họ đang ở trên bầu trời, khoanh chân ngồi trước cánh cửa đen trắng cực lớn. Muốn mở cánh cửa nó ra, hiển nhiên không thể nào lập tức hoàn thành được. Cần phải ba người bọn họ liên tục dung nhập quyền hành. Vì vậy sau khi trở về nơi đây, ba vị uẩn thần này bắt đầu thi pháp. Mà bây giờ cũng không có người nào để ý tới Hứa Thành. Hắn lựa chọn tự mình tu hành. Cái mảnh sa mạc này thật ra mới là nơi để cho ta thích ứng với mặt trời tốt nhất. Nếu như ta không thể đi lại ở trên sa mạc bình thường mà không sụt lún, như vậy lúc trở lại khổ sinh sơn mạch sẽ lại càng thêm nhẹ nhõm. Đồng thời nếu như ta thật sự làm được điểm ấy, như vậy ta có thể thử nghiệm phi hành. Một khi ta cũng có thể phi hành bình thường, thì những quyền năng khác của ta cũng có thể tấn cấp. Hứa Thành lầm bầm trong lòng. Trái cây do linh tàng biến thành chính là đại bổ để tu vi của hắn đột phá. Chỉ là mặc dù Minh Mài công chúa tặng cho hắn, nhưng trên đường thế tử vẫn nhắc nhở Hứa Thành không nên ăn ngay lúc này, trước khi nguyên năng khác còn chưa có thích ứng uy áp của mặt trời. Nuốt trái cây kia vào, mặc dù chính xác có thể để cho mọi nguyên năng tăng trưởng, nhưng cũng lãng phí cơ hội tốt để ma luyện. Bởi vì quá trình thừa nhận uy áp mặt trời hoàn toàn có thể ma luyện ra càng nhiều tiềm lực của nguyên năng hơn nữa, khiến khả năng phát triển cực hạn của nguyên anh tăng lên. Lúc đó, nuốt trái cây kia vào mới là hoàn mỹ nhất. Điểm này Minh Mài công chúa cũng không phản bác, cho nên căn cứ vào những ý nghĩ nó, Hứa Thành đắm chìm ở bên trong việc tu hành của mình. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thành không biết ngày đêm khống chế nguyên anh của mình, khiến cho bọn chúng không ngừng bùng nổ. Mỗi một lần tiêu hao, thì thân thể của hắn sẽ lại lõm vào bên trong sa mạc. Ở bên trong nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu một lần nữa tu hành. Cứ thế lặp đi lặp lại, hôm nay hắn đã có thể làm được việc hành tàu trên sa mạc, chỉ lún xuống 1 xích. Đây đã là cực hạn bây giờ, muốn một chút cũng không lún xuống thì không phải là không thể thực hiện được. Nhưng thời gian duy trì chỉ có 1 canh giờ, nguyên anh sẽ đạt tới cực hạn, cần tu dưỡng, sau đó mới có thể tiếp tục ra sức. Hắn trầm ngâm, trong đầu cân nhắc, phải chăng tồn tại những phương thức khác có thể phụ trợ thích ứng với mình. Mà ngay lúc này,
Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt. Mặc dù mấy ngày này cũng sẽ thi thoảng xuất hiện tiếng đập cửa, nhưng lúc này tiếng đập cửa rõ ràng càng lớn hơn, càng chấn động tâm hồn hơn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Trên bầu trời, bà huynh đệ tỷ muội của thế tử cũng đều dừng mắt. Tính cách của lão bát vẫn là bạo liệt như vậy. Thế tử nhíu mày, sau đó nhìn Minh Mai công chúa. Thời gian cũng không sai biệt lắm, hình như thần trí của hắn cũng không có hoàn toàn thức tỉnh. Minh Mai công chúa mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói. Như khi còn bé đi, đánh cho tới khi dừng lại là được rồi. Cũng tốt. Thế tử gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm một ngón tay về phía cánh cửa lớn. Minh Mai công chúa và ngũ muội cũng làm như vậy. Mắt thấy ba người quần thần có động tác như thế, Hứa Thành theo bản năng chạy nhanh ra xa. Hắn đã nghe được đối thoại của bọn họ, không muốn tiếp xúc ở quá gần. Sự thật chứng minh cách làm của Hứa Thành là đúng, bởi vì ngay lúc hắn chạy ra được ngoài 10 dặm, thì tiếng đập cửa ở trên bầu trời đã mạnh tới mức tột cùng, như là có một tồn tại khủng bố, khiến cho thiên mạc hóa thành trống trợn, đang dùng toàn lực mà đánh. Âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra, khiến cho vô số cát sỏi ở trên mặt đất tàn vỡ thoái diệt, hư vô cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Mà thanh xa đại mạc rõ ràng có đủ kỳ dị, nơi đây khác biệt với bên ngoài, nhưng thứ chấn động này sinh ra ở đây dường như hoàn cảnh thiên nhiên đã có đủ để hiệu quả ẩn nấp. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hiểu rõ khả năng đây là nguyên nhân bọn người thế tử lựa chọn cởi bỏ phong ấn ở nơi này. Phạm vi 10 dặm vẫn còn hơi gần. Lực lượng tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thành âm ầm bùng phát, máu tươi tràn ngập, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Mặc dù thế tử không cho hắn dựa vào lực lượng của tử nguyệt, nhưng Hứa Thành cảm thấy thời điểm này dùng một chút cũng không liên quan, giữ mạng hoặc là tránh bị liên lụy khiến bị thương mới là quan trọng hơn. Cứ như vậy mấy nhịp thở sau, Hứa Thành đã đến bên ngoài trăm dặm. Lúc này trong lòng mới an ổn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tầm mắt đạt tới, đã không nhìn thấy thân ảnh của ba người thế tử, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cánh cửa trên bầu trời. Ngay khi hạ xuống, chỗ đó tràn ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả thiên mạc, bao phủ đại địa. Vào thời khắc này, tiếng đập cửa càng mạnh mẽ và dồn dập chưa từng có. Càng kinh người hơn là âm thanh này rõ ràng ảnh hưởng tới cả nhịp tim. Hứa Thành cảm thụ rõ ràng trái tim của mình dường như không thể khống chế. Vô cùng kinh hãi, lực lượng tử nguyệt của Hứa Thành lập tức bộc phát, quyền hành để biến thành vòng xoáy huyết sắc vườn quanh bên ngoài thân thể chống cự. Sau đó, hắn một lần nữa chạy như điên. Cùng lúc đó, trước cánh cửa đen trắng, theo ba người thế tử ra tay, cánh cửa này truyền ra âm thanh xung đột bén nhọn, từ phía ngoài vào bên trong, chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra một khe hở. Một mảnh sương mù lục sắc bằng tốc độ kinh người bộc phát ra từ bên trong khe hở, dường như bị phong bế quá lâu rồi, thì lúc này ngay khi lao ra, một cỗ khí tức cuồng bạo liền bốc lên ở bên trong. Bầu trời xuất hiện lục sắc, đại địa cũng là như thế. Hơn nữa, ở dưới mảnh sương mù này hội tụ, một thân ảnh cao lớn cười trần như ẩn như hiện ở bên trong, ngửa mặt lên trời gầm thét. Thân ảnh này cổ áp rất kinh người, Hứa Thành ở rất xa, chỉ cảm thụ một phen mà trong lòng đã có một cỗ cảm giác phẫn nộ tự động phát tác. Vô cùng phẫn nộ, nổi giận vô cùng. Cảm xúc này tới rất đột nhiên, không có bất kỳ nguyên do, chợt bộc phát ngay trong lòng Hứa Thành. Chỉ là hắn ở nơi đây. Trong khoảnh khắc này, tất cả hung thú bốn phía ở bên trong phạm vi cũng bạo phát cơn giận dữ. Dù là sa trùng ngày bình thường tương đối ôn hòa, cũng trong khoảnh khắc trở nên dữ tợn vô cùng. Tất cả đều bị ảnh hưởng. Vòng xoáy huyết sắc bốn phía Hứa Thành càng lúc càng chuyển động mạnh hơn, khiến cho tâm thần quán khôi phục. Lúc này, trong khi lui ra phía sau, hắn cũng đã có chỗ hiểu ra đối với quyền hành của vị nhi tử thứ 8 của chúa tể. Nổi giận. Thần sắc của Thành ngưng trọng, đáy lòng thì thào. Nhưng ngay sau đó, xa xa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Giống cái rắm. Theo âm thanh vang vọng, thế tử giơ tay phải lên như muốn dùng nắm đấm. Nhưng dường như lo lắng đối phương không có cách nào thừa nhận, vì vậy đổi thành một ngón tay ấn xuống. Ngay sau đó, bốn phía vặn vẹo, bát phương mơ hồ, thân ảnh cao lớn đang gào to dừng lại, như bị lực lượng vô hình trấn áp, toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh ấy chợt ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt dữ tợn.
chẳng những không giảm thiểu tức giận, ngược lại càng lớn hơn. Ta muốn... Thân ảnh cao lớn này cuồng bạo, giống như là sóng dữ dấy lên, đang muốn đổ ập xuống. Nhưng vào lúc này, Minh Mài công chúa nhíu mày. Thế tử, người ra tay quá nhẹ. Trong lúc nói chuyện, Minh Mài công chúa bước ra một bước, trực tiếp đến trước mặt của thân ảnh cao lớn kia, tay phải nhấn một cái xuống phía dưới. Thân ảnh cao lớn lập tức chấn động mãnh liệt, toàn bộ người vặn vẹo, hóa thành một viên thịt, hùng hằng bị đập xuống mặt đất. Mặt đất chấn động lắc lư, xuất hiện một cái hố sâu. Không đợi viên thịt kia vùng vẫy, thân thể của gã liền nhanh chóng bị kéo ra ngoài. Theo hai tay của Minh Mài công chúa cách không xé một cái, xoạt một tiếng, viên thịt bị xé đến hai nửa. Cùng nhau nhanh chóng rời xa, lại lấy tốc độ nhanh hơn hội tụ, cuối cùng hung hăng đập vào nhau. Âm thanh ầm ầm vang vọng bát phương, cũng không dừng lại. Hai viên thịt va chạm với nhau, bởi vì sức mạnh quá lớn, cho nên khi va vào thì lại một lần nữa phản chấn mà xé rách ra. Lần này hóa thành bốn phần. Sau khi mỗi phần bị tách ra, liền từ bốn phương tám hướng bất đồng lại nhanh chóng va chạm, liên tục thành 8 phần, 16 phần, rồi 32 phần. Mà Minh Mài công chúa chỉ là đứng ở một chỗ, mặt không cảm xúc vất tay. Thế tử ở bên thì cười ha hả, trên mặt của ngũ muội hiếm thấy lộ ra một tia vui vẻ. Hình như cảnh này khiến cho nàng nhớ tới những chuyện vui vẻ ngày trước. Hứa Thành từ xa dựa vào thần thức thấy cảnh tượng như vậy, cũng đã có thêm càng nhiều nhận thức hơn nữa đối với thực lực cùng với phong cách ra tay của Minh Mài công chúa. Mà hiện tại, cuối cùng một tiếng kêu rên truyền ra từ bên trong 64 phần của viên thịt hình thành va chạm với nhau. Tỷ, ta tỉnh rồi, đừng có đánh nữa, ta thật sự tỉnh rồi. Minh Mài công chúa không nói một lời, một lần nữa phất tay, 128 phần huyết nhục vỡ ra. Sau khi gào thét về khắp nơi, mắt thấy còn muốn tăng tốc va chạm, thì tiếng kêu rên trong đó lại vang vọng. Đại ca, ngũ muội, nhanh khuyên nhủ tam tỷ, ta sai rồi, mới vừa rồi là ta không khống chế tốt. Tiếng kêu rên này hiện ra vẻ hoảng sợ, truyền khắp bốn phương. Sau đó Minh Mài công chúa mới hừ lạnh một tiếng. Mặc dù vẫn là phất tay, nhưng giờ đây 128 phần huyết nhục này không va chạm nữa, mà là dung hợp lại với nhau, hóa thành thân đảnh cao lớn lúc trước đó. Thoạt nhìn thân đảnh này cũng là một người thanh niên, thân hình khôi ngô, đứng người nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ. Nguyên bản cảm xúc đổi giận tồn tại ở trên người của gã thì bây giờ đã toàn bộ tan biến, thay vào đó là vẻ nịnh nọt. Ê, đại ca, tam muội, ngũ muội, hiện giờ phụ hoàng đã khôi phục rồi sao? Sinh mẫu bị giết chết rồi à? Rốt cuộc lão tử ta cũng đã được thoát khốn mà. Nhi tử thứ 8 của chúa tể hưng phấn mở miệng, nói xong thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại cảnh giác bốn phương, rồi sửng sốt một chút. Tiếp theo thì hít vào một hơi. Ờ, có chuyện gì thế nhỉ? Phụ vương chưa khôi phục à? Sinh mẫu vẫn còn tồn tại sao? Hả? Còn có một tên thần tử Hồng Nguyệt ở đây à? Thật là to gan. Thanh niên khôi ngô chợt quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt hiện ra vẻ nổi giận, giơ tay phải lên theo bản năng muốn chụp lấy. Hứa Thành hoảng sợ, cả người lập tức bị trói buộc, thậm chí trong cảm giác của hắn bây giờ không gian ở bốn phía quanh hắn đều sụp xuống, toàn bộ thân hình bị một cỗ đại lực cưỡng ép túm đi, lăng không xuất hiện ở trước mặt người thanh niên khôi ngô này. Đó là nửa cái đệ tử của đại ca ngươi, càng là ân nhân trợ giúp ta và ngũ muội và cả ngươi thoát khốn. Minh Mài công chúa lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, thân thể của thanh niên khôi ngô chấn động, động tác lập tức điềm đạm bỏ Hứa Thành xuống, còn sửa sang lại một chút quần áo cho hắn, cười lớn nói. Ê, tiểu tử, chào ngươi. Nụ cười xuất hiện ở trên mặt thanh niên khôi ngô, liền lộ ra một cỗ dữ tợn và điên cuồng, nhất là đôi mắt tràn ngập tơ máu, cùng với thân hình chấn động khủng bố. Châu Hứa Thành cảm giác tựa như trông thấy con mắt thần linh lúc ở bên trong quỷ động vậy, khiến cho hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Khi còn bé nó sơ suất, bị người ta đánh cho hư đầu óc, thật sự là bị đánh hỏng nên khó lòng kiềm chế bản thân, vì vậy mong Hứa Thành ngươi bỏ qua cho. Thế tử lạnh nhạt nói. Nói xong còn giơ tay phải lên bắt tới cánh cửa đen trắng trên bầu trời. Cánh cửa này hóa thành lưu quang rơi vào trong tay thế tử. Nó bị vuốt vài cái, biến trở thành một cái mũ màu xám, có đỉnh mũ cao, sau đó ném cho Hứa Thành. Bản thể của thứ này là một cái hoa loa kèn, năm đó được cổ hoàng đưa cho phụ vương ta, là đồ tốt, ngươi đội nó lên có thể rèn luyện linh hồn của ngươi.
Hứa Thành do dự tiếp nhận, sau khi suy nghĩ một chút thì dứt khoát đội lên đầu mình. Linh hồn của hắn đổ vang, cảm giác giống như buộc mặt trời lúc trước một lần nữa phủ xuống, lần này là ảnh hưởng trên linh hồn. Chợp mắt Hứa Thành lập tức mơ hồ, linh hồn chấn động, hình như thế giới cũng xuất hiện trọng điểm, thần thức càng là chấn động mạnh mẽ. Hắn hít vào một hơi, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng thích ứng. Lúc này, ở bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Thế Tử. Tam tỷ, lão bát, yêu buổi, tiểu tử ấy có một tiệm thuốc nhỏ ở vực này, chỗ đó rất ấm áp, các ngươi đi cùng với ta qua đó đi. Chương 629, Chiêu Hà Vạn Pháp, Đại sự Nhị Nghiêu, Khổ Sinh Sơn Mạch. Bởi vì chân trời lan tràn huyết quang, Hồng Nguyệt sắp trở về, ác niệm trong lòng chúng sinh cũng theo đó đã mất đi kiềm chế mà tự động bùng phát, cho nên hỗn loạn không chỗ nào không có, giết chóc liên tục diễn ra. Duy chỉ có ở trên biên giới của thân núi Khổ Sinh Sơn Mạch có một tòa thổ thành nho nhỏ, nơi đây trước sau như một, từ đầu đến cuối đều vô cùng ấm áp. Mọi người dùng vẻ mặt tươi cười nhìn nhau, không có bất kỳ địch ý nào với nhau, tràn đầy tình hữu ái. Cư dân ở bên trong tòa thổ thành này có một nửa là thủ hạ dưới trướng đệ tử của Lý Hữu Phỉ, bởi vì cảm nhận được đại ái của Thế Tử, vì vậy cam tâm tình nguyện lưu lại ở nơi đây. Còn có một nửa tu sĩ thì là trong khoảng thời gian này từ bên ngoài đến. Trước khi những người từ bên ngoài đó đi đến thổ thành thì trong lòng tràn ngập sự điên cuồng, mà sau khi tiến vào thì cảm nhận được ấm áp từ nơi này, vì vậy liền buông xuống ác niệm, trong lòng xuất hiện sự tươi đẹp. Ấm áp nơi đây, chỉ có lúc phụ vương nằm đó tại thế, vùng đất này mới có bầu không khí như vậy, vạn tộc vui vẻ hòa thuận. Đi trên con đường náo nhiệt, Thế Tử cảm khái. Mình mài công chúa một thân áo bào trắng, chú ý đến đám người chung quanh thì nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ Thế Tử thật sự là ưa thích nơi đây. Trong mặt ngũ muội cũng hiện ra hồi ức, so sánh cùng với vô số năm tháng bị phong ấn, bây giờ trở về nhân gian, dù là chỉ đi đến một góc, thế nhưng vẫn để cho nội tâm âm lãnh của nàng có thêm một chút ấm áp. Nhưng vào lúc này, thanh niên khôi ngô đi theo phía sau bọn họ không nhịn được mà nói rằng: "À ca, à người gọi cái này là ấm áp à? Từng cọng cây ngọn cỏ ở nơi đây đều tràn ngập lực lượng của ngươi. Gió thổi thế nào, cây cỏ sáng ra làm sao, đều là tầm nhìn của ngươi mà." Sắc mặt Thế Tử trầm xuống, vẻ không vui liếc mắt nhìn lão bát. Mình mài công chúa quay đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ngụ muội ở bên đó thì nhíu mày, tương tự nhìn lại. Bị bà người huynh đệ tỉ muội của mình nhìn như vậy, thanh niên khôi ngô thân thể run lên, theo bản năng hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt. Cả người càng là nhoáng một cái, cũng hóa thành bộ dáng của một lão đầu. "À, một nơi thật tốt, thật ấm áp, thật là thích mà." Thế Tử mặt không cảm xúc, tiếp tục đi về phía trước. Mình mài công chúa vào ngũ muội thu hồi ánh mắt, lão bát thì nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhìn ra địa vị của mấy người nhi tử và nhi nữ của chúa tể. Mình mài công chúa có địa vị tối cao, Thế Tử cũng không kém bao nhiêu, nhưng bọn họ đều nhường nhịn ngũ công chúa. Về phần vị lão bát này, Hứa Thành nhớ tới cảnh đối phương bị đánh đập mà mình nhìn bằng thần thức lúc trước. Đại khái địa vị không sai biệt lắm, giống như là Ninh Viêm. Trong nhận thức, Hứa Thành xê dịch bước chân, đi theo sau lưng của Minh Mai công chúa và ngũ công chúa, cách tiệm thuốc càng ngày càng gần. Rất nhanh, thân ảnh của Ngô Kiếm Vũ và Mạc Quỳ lão tổ chứa vào bên trong tầm mắt Hứa Thành. Thì từ mới là Ngô Kiếm Vũ giáng thác, thì cũng vào lúc này truyền vào trong tai mọi người. Thập thiên cửu địa tám phong, thất thải lục đạo ngũ hành, các ngươi nhanh đến mua. Một tới hai đi, bà đàn bốn thái, lâm linh sáu văn trả giá không bán. Trong khoảng thời gian này, từ khi ở bên ngoài tiệm thuốc thổ thành, Thi từ của Ngô Kiếm Vũ đã thay đổi rất nhiều quy luật, bây giờ càng có chỗ sáng tạo mới. Chấn động phố dài khiến cho không ít cư dân tiến đến mùa sắm. Mặc vì lão tổ ở bên cạnh thoạt nhìn giống như có vẻ là đã cam chịu số phận, trông vô cùng buồn chán, nhưng trong lòng của lão thì thủy chung đều đang cân nhắc làm thế nào để chạy trốn khỏi nơi này. Lão rất cẩn thận, cho nên những ngày này cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, vẫn luôn một mực quan sát. Mà bây giờ lão đã nhìn ra một chút manh mối. Lúc trong lòng đang lần lượt phân tích kế hoạch
Bỗng nhiên khóe mắt chú ý qua đám người đi trên con phố. Lão theo bản năng run run một chút, lộ ra vẻ nịnh nọt, vừa muốn học ngục kiếm vù thuật lại thi từ. Nhưng ngay sau đó, lão thấy độc bên cạnh thế tử, còn có hai lão nại nãi, y phục một đen một trắng. Lúc thấy lão nại nãi áo bào trắng kia, trong đầu của Mặc Quỳ lão tổ liền ầm một tiếng. Ôi giời ơi, lại là một uẩn thần. Thân thể của lão run rẩy, nội tâm tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục thấy trên người lão đại nãi áo đen thứ hai, trong đầu lập tức mãnh liệt bốc lên. Ôi giời, đây cũng là uẩn thần. Mặc Quỳ lão tổ mờ mịt nhìn qua lão đầu khôi ngô cao lớn đi ở phía sau. Ôi giời, còn có... Hô hấp của Mặc Quỳ lão tổ cũng dừng lại một chút. Lão cảm thấy tất cả đều quá là không chân thực rồi, tựa như là đang nằm mơ vậy. Thậm chí lão cho rằng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến như thế. Tất cả khiến cho thân thể của lão lập tức bại liệt, phù một tiếng quỳ xuống. Lão thuận theo một cách chưa từng có. Bây giờ lão không còn bất luận ý nghĩ muốn chạy trốn nào nữa. Lão cảm thấy ở bên trong thế nguyệt đại vực, trừ khi là Hồng Nguyệt Thuần Điện toàn lực ứng phó, hoặc là xích mẫu phủ xuống, nếu không thì không ai có thể cứu mình được. Ngô Kiếm Vù thì kinh ngạc, thuận theo ánh mắt của Mặc Quỳ lão tổ, nhìn thấy trên con đường. Sau khi thấy Hứa Thành và Thế tử lão già ra, gã vừa muốn ra chào hỏi. Nhưng ngay sau đó, lão thấy được hai lão thái thái, cùng với lão đầu đằng sau. Cảnh tượng bốn lão già già và lão nãi nãi đi cùng tới, khiến cho Ngô Kiếm Vù sửng sốt một chút, theo bản năng dụi dụi con mắt. Sau khi xác định mình không có nhìn lầm, thì đầu óc của gã như có tiếng lôi cuồn cuộn. Ôi, không thể nào, chẳng lẽ lại tới ba người à? Ngô Kiếm Vù ngơ ngác, không xác định suy đoán của mình là thật hay không, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc tâm thần của gã dấy lên sóng tỏ gió lớn ngập trời. Trong lúc Ngô Kiếm Vù đang sững sờ ở nơi đó, thì đám người Hứa Thành đi qua trước mặt của gã. Chờ đến khi lão bát đi qua bên cạnh Ngô Kiếm Vù, quét mắt nhếch miệng cười một cái. Tiểu Hoa Nhi, thi từ không tệ. Những lời này rơi vào trong tai Ngô Kiếm Vô, hóa thành lôi đình trong lòng của gã. Thân hình của gã mềm nhũn quỳ xuống, ngơ ngác nhìn mấy tên ảnh đi vào bên trong tiệm thuốc. Cho tới bây giờ, gã vẫn không có chút cách nào tin. Bản năng cắn chót lưỡi một cái, cơn đau nhức kịch liệt trong lúc thất thần chán nản, thì lầm bầm nó nhỏ. Đã rõ ràng gặp được bốn uẩn thần còn sống. Cảnh tượng chớp mắt khắc thật sâu vào trong trí nhớ của Ngô Kiếm Vô, gã cảm thấy mình cả đời này sẽ không thể quên cảnh như thế được. Mà trong cửa hàng, ngay khi Hứa Thành đi vào, Linh Nhi vui mừng vừa muốn chạy tới. Nhưng sau khi chú ý tới bên cạnh Hứa Thành, còn có bà lão già già và lão nãi nãi, bước chân của nàng dừng lại, kinh nghi bất định. Tiểu cô nương cổ linh tộc này cũng không tệ. Minh Mai công chúa nhìn về phía Linh Nhi, trên mặt nở nụ cười. Nàng tán thưởng phong cách chiến đấu của cổ linh tộc. Trước kia cũng có một vài hảo hữu cổ linh tộc, đối với Linh Nhi ở đây cũng không xa lạ gì. Dẫu sao lúc trước Hứa Thành giải cứu nàng, Linh Nhi là ở cùng một chỗ với Hứa Thành. Bái kiến lãi lãi. Linh Nhi nghe vậy chậm rãi đi lên tới bên người Hứa Thành, lôi kéo góc áo của hắn, sau đó nhu thuận mở miệng với Minh Mai công chúa. Minh Mai công chúa tươi cười, hiện ra một tia hiền lành, nhẹ gật đầu. Ngũ muội ở một bên nhìn ra quan hệ giữa Hứa Thanh và Linh Nhi, vì vậy biểu cảm nhu hòa rất nhiều. Lão bát càng là biết rõ trình độ coi trọng Hứa Thanh trong lòng những huynh đệ tỉ muội này của mình, cho nên ngốc ngốc cười rộ lên. Cùng lúc đó, con vẹt không có lông cũng nhanh chóng bay ra từ sau viện, vừa bay còn vừa khóc lóc kể lể. Ơi già già, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, mấy ngày nay ta... Không đợi thân ảnh của con vẹt tới gần, liền á một tiếng, bị một cái bàn tay lập tức bắt lấy giữa không trung. Người bắt lấy nó là lão bát. Trong mắt của lão bát lộ ra kỳ mang, nhìn chằm chằm vào con vẹt, ngạc nhiên mở miệng nói rằng: "Cả huyết mạch của đồ chơi nhỏ này người không cảm thấy quen thuộc sao? Hình như là hậu vệ của người kia, được tiểu tử ở phía ngoài nuôi dưỡng ra thì phải." Thế tử nở nụ cười: "Được bồi dưỡng ra?" Lão bát thần sắc kỳ dị, quét mắt nhìn Ngô Kiếm Vù phía ngoài, lại cầm con vẹt tới trước mặt, cẩn thận quan sát. Con vẹt run rẩy lẩy bẩy, trong mắt lộ ra hoang sợ, mất đi năng lực vùng vẫy. Nó cảm thấy lão nhân ở trước mắt này khủng bố tới cực hạn, cả người giống như một cái hồng lô thật lớn đang hừng hực thiêu đốt. Dường như chỉ hơi lộ ra một tia thì mình sẽ hóa thành tro bụi.
Lúc này run rẩy còn có Đình Viêm đang lóc chùi, gã tương tự như Ngô Kiếm Vù ở phía bên ngoài, trong đầu liên tục nổ vang, ngơ ngác nhìn mấy người thế tử, tâm thần có vô tận gợn sóng, không thể nào tin. Đều là uẩn thần, đều tới tiệm thuốc cả. Lý Hữu Phì thì càng run rẩy, sớm đã quỳ sụp xuống. Nhưng mà so với bọn họ, U Tinh ở bên kia thì bình tĩnh hơn nhiều. Ngay khi nhìn thấy đám người Minh Mai công chúa, nội tâm quả mặc dù cũng dâng lên sự hoảng sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hầu hạ một uẩn thần cùng với hầu hạ bốn uẩn thần hình như cũng không khác nhau quá lớn, dù sao đều là đun nước mà. Tư Gà để ý nhất vẫn là chán ghét và kiêu hận với đội trưởng. Về phần đội trưởng thì lúc này thần sắc kích động, trên mặt chồng chất vẻ nịnh nọt, nhanh chóng chạy ra từ phía sau nhà. Lão già già ngài về rồi, sáng sớm hôm nay ta chỉ nghe thấy con vẹt đang gọi, lúc ấy ta liền suy đoán khả năng hôm nay lão nhân già ngài sẽ trở về. Tốt quá rồi. À, bái kiến nại nãi, bái kiến già già. Đội trưởng khom lưng cúi đầu, dùng hết khả năng làm cho ngữ khí của mình ngon ngọt một chút. Vừa ý nắm chắc lại cũng run lên. Tuy gã có chút đoán trước, nhưng thật không nghĩ đến Hứa Thành rõ ràng là một hơi mang về bốn người. À, muốn cái mạng mà. Lão Bát nghe vậy thì liền chuyển ánh mắt rời khỏi trên người con vẹt, quét mắt nhìn đội trưởng, nói với thế tử. Cả nơi này của ngươi tại sao còn có thần nghiệt? Ở nữa khí tức rất quen thuộc, ta nhớ được rất nhiều năm trước, lúc ta còn có chút thần trí, có một tên khí tức giống như thế này đã tới trước cánh cửa phong ấn ta tu luyện. Mỗi lần ta đập cửa, đối phương thì gõ cửa, một bộ rất là ti tiện. Đúng là ngươi đúng không? Lão Bát mắt có thầm ý, nói xong nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng trợn mắt trợn mũi, vừa muốn nói gì thì Ngũ Muội một bên cũng truyền ra giọng nói ẩm lãnh. Nhiều năm trước, có người lấy phương pháp tế vũ thần linh, lấy một đám thần niệm tiến vào nơi ta phong ấn, đưa ra yêu cầu vô lý, bị ta ăn rồi. Lời nói của hai người khiến cho Ninh Viêm nghe được thì liền hít một hơi khí lạnh. Ngô Kiếm Vũ ở bên ngoài tiệm thuốc thì hoảng sợ, Hứa Thành cũng liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu. Đội trưởng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhị Nghiêu, những năm trước đây ngươi đều dày vò như thế à? Thế tử lạnh nhạt nói. Đội trưởng nhanh chóng lắc đầu, cẩn thận thấp giọng. Ở xa ra, ngài nhìn ta nghe lời và hiểu chuyện như thế này, cái này nhất định là hiểu lầm mà. Thế tử cười nhạt, cũng không truy cứu những việc ấy, mà dẫn theo huynh đệ tỷ muội của mình đi về chỗ mình hay ngồi ngày bình thường. Ngay khi ngồi xuống, U Tinh liền cầm theo ấm nước bước nhanh đến, rất là cung kính rót bốn chén trà. Minh Mai công chúa nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi nhìn chung quanh khẽ vuốt cằm. Nơi đây rất tốt. Ngũ Muội đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc, đảo qua chân thân bọn người Ninh Viêm, nhẹ nhàng gật đầu. Tuổi trẻ thật tốt. Lão Bát một hơi uống nước trà xong thì thở dài một tiếng. À, các người cảm thấy tốt, vậy thật sự tốt. Cứ như thế, dưới mọi người ở bên trong tiệm thuốc run sợ trong lòng, một ngày đi qua. Ngày hôm sau lúc mở cửa, tất cả mọi thứ của tiệm thuốc nhỏ vẫn như thường. Ninh Viêm lau chùi, U Tinh đun nước, Ngô Kiếm Vù và Mạc Quy lão tổ la hét thật to, Lý Hữu Phỉ làm việc lặt vặt, đội trưởng thì đứng gác. Khác biệt là hôm nay bọn họ đặc biệt ra sức, mà số người uống trà đã biến thành bốn người. Nhưng nhiều khi thật ra vẫn là một mình thế tử ngồi ở chỗ đó, bởi vì trong nửa tháng về sau, Minh Mai công chúa rõ ràng càng chú ý đối với Linh Nhi, nhiều lần mang theo Linh Nhi ra ngoài. Mỗi lần trở về, Linh Nhi đều rất hưng phấn, chấn động tu vi rõ ràng tăng lên. Mà chuồng gà ở phía sau hậu viện lại dẫn tới sự chú ý của Ngũ Muội. Nàng tựa như là rất ưa thích với những con gà con kia, tiếp quản công việc nuôi gà của Ninh Viêm. Về phần Lão Bát, sau khi tiếp xúc cùng với mọi người, lão sinh ra hiếu kỳ không nhỏ đối với Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng cũng cố gắng nịnh nọt, vì vậy ngày bình thường một già một trẻ này trò chuyện với nhau thật vui. Mà Hứa Thành nơi này đã thích ứng với sức nặng của mặt trời, chiếc mũ trên đỉnh đầu cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ, hướng tới tu hành mới của hắn có thể được thế tử nói ra. Khác biệt cùng với lúc trước, lần này còn có Minh Mai công chúa ở đây. Hứa Thành, Thiên Đạo Nguyên Anh, Uẩn Thần Sơn, cùng với Nguyên Anh hóa từ ngục giam của ngươi, ba loại này tương đối đặc biệt, chờ sau khi ngươi đột phá tu vi, lại có thể đi cảm ngộ. Còn quang âm bình của người nữa,
cùng với đạo chiêu hào quang do mặt trời vẫn lạc hình thành kia, tam tỷ của ta thích hợp chỉ điểm đối với ngươi hơn. Thế tử nói tới đây, nhìn tam tỷ một bên. Hứa Thành ngồi đối diện thế tử, lắng nghe rất nghiêm túc. Cô không ngoài ý muốn với việc thế tử một thời nói ra toàn bộ nội tình của mình. Lúc này, tương tự nhìn về phía Minh Mai công chúa. Quang âm bình là kỳ vật của hoàng tộc, ta cũng không biết căn nguyên thần bí của nó, nhưng mà trong đó hoàn toàn chính xác ẩn chứa thuật pháp thời gian. Nhưng mà pháp này không phải học tập có được, cần ngươi thường xuyên cảm ngộ rồi ghi khắc ở tâm. Thời gian huyền diệu tột cùng, đạo của mỗi người cũng không giống nhau. Bình Mai công chúa đảo mắt nhìn qua trên người Hứa Thành, thân thể Hứa Thành cứng đờ, có một loại cảm giác bị nhìn thấu toàn bộ. Mệnh năng của người đã đi trên đạo thời gian, tiếp tục đi tới đích là được, mà người không phải huyết mạch chúa tể như chúng ta, lại có thể tự hội tụ ra mệnh năng của chính mình. Việc này không đơn giản, nghĩ đến đây cũng là nguyên nhân thế tử có trọng người. Thế tử nghe vậy thì nở nụ cười. Đáng tiếc, nơi lão cửu phong ấn, lấy năng lực bây giờ của chúng ta không thể nào im hơi lặng tiếng mở ra được. Nếu không, lão cửu thoát khốn, mệnh đằng thần hỏa quyết của hắn, thật ra rất thích hợp với tiểu tử này. Tam tỷ gật đầu tiếp tục nói. Về phần chiêu hỏa quang, ánh sáng này cũng rất hiếm thấy, ta cũng chưa từng nghiên cứu đối với cái này. Nhưng năm đó ta đã từng thấy qua một vị hoàng tử của cổ hoàng có. Lúc vị hoàng tử ấy triển khai chiêu hỏa quang, có thể trong khoảnh khắc hóa thân trở thành mặt trời. Tuy khó hiện ra toàn bộ uy thế, nhưng cũng có đủ bộ phận lực lượng của mặt trời. Tia sáng mênh mông vạn trượng kinh người, tất cả pháp thuật đều không thể gây tổn thương người ấy chút nào. Cho nên tiểu oa nhi, người chớ để suy nghĩ giới hạn lại. Có chút thời điểm, thứ quyết định mạnh yếu của thần thông chính là trí tưởng tượng của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể tổng hợp năng lực của người khác để tiến hành phối hợp. Minh Mai công chúa nhìn Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nàng biết rõ có một số việc nói thì dễ dàng, nhưng chân chính suy nghĩ cẩn thận và lại dung nhập vào bên trong nhận thức là vô cùng khó khăn. Hôm nay, nàng muốn chính là để cho Hứa Thành ý thức được chiêu hỏa quang và kim ô có thể phối hợp với nhau, mà loại phối hợp này có thể bộc phát ra uy lực càng lớn hơn. Cũng là phương thức phối hợp tốt nhất, có thể dùng cái này để hình thành đòn sát thủ. Nhưng mà nàng không lập tức nói rõ cho Hứa Thành biết. Nàng cấp cho hắn một ít thời gian để suy nghĩ và tiêu hóa, chờ sau khi hắn chân chính có được cái ý thức này, có lẽ hắn tự có thể hiểu ra được. Làm như vậy, so với bản thân nàng trực tiếp nói rõ, thì sẽ khắc sâu ảnh hưởng hơn rất nhiều. Hứa Thành nghe vậy thì tâm thần nổi lên gợn sóng. Lời nói của Minh Mai công chúa, chữ chữ vang vọng trong đầu của hắn, thật lâu không tiêu tan. Một loại cảm giác thề hồ quán đỉnh bỗng nhiên dựng lên trong lòng của hắn. Suy nghĩ trong đầu cũng theo đó bốc lên, hiện ra rất nhiều ý nghĩ và không ngừng va chạm, không ngừng giao hòa, đản sinh ra một tia lửa linh cảm. Sau một lúc lâu, ý niệm trong đầu Hứa Thành thông thấu, chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kỳ mang, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đa tạ tiền bối, ta hiểu rồi. Trong mắt Hứa Thành sáng ngời, lời vừa nói ra, thế tử đang uống trà bỗng lại cảm thấy trong lòng hồi hộp một tiếng. Ba chữ ta hiểu rồi kia khiến cho lão dâng lên một chút dự cảm xấu. Vì vậy vừa định nói thì Minh Mai công chúa chỗ đó liền lạnh nhạt mở miệng nói. À, người đã hiểu ra cái gì? Hỏi xong, nàng giơ tay cầm chén trà lên. Tiền bối, ta hiểu ngài là muốn nhắc nhở ta. Ánh sáng cũng không phải chỉ là có một hình thái duy nhất. Hứa Thành thở sâu nói tiếp. Trên thực tế, hình thái của nó có thể tùy ý biến ảo, mà biến ảo cũng chỉ là một loại năng lực, và lại còn là năng lực cực kỳ cường hãn. Bàn tay cầm tới chén trà của Minh Mai công chúa có chút dừng lại, thần sắc Hứa Thành phấn khởi, lại tiếp tục nói. Cho nên, nếu như ánh sáng có thể quét vạn thuật, như vậy nó liền nhất định có thể hóa vạn pháp. Không sai, ý tứ của tiền bối chính là đang nói cho ta biết, thứ hạn chế độ mạnh yếu của thần thông là trí tưởng tượng của ta, lúc trước ta có tự giới hạn rồi. Hiện giờ ta đã hiểu ra, chiêu hào quang cũng không phải là chỉ có một loại phương pháp sử dụng. Có lẽ ta nên lấy chiêu hào quang để mô phỏng pháp thuật của người khác, mà ánh sáng có được khả năng biến ảo, cho nên nhất định có thể thành công. Mà cái này mới là con đường chính xác của chiêu hào quang. Hứa Thành chợt đứng lên, nội tâm kích động nhìn về phía Minh Mai công chúa,
chờ đợi đối phương bình phẩm. Thế tử trầm mặc, Minh Mai công chúa cũng im lặng, giống như là đang suy tư. Mấy nhịp thở sau, nàng cầm lấy chén trà một bên nhẹ gật đầu. Mặt thấy được sự nhận thức, vừa thành thở sâu, hắn cảm thấy Minh Mai công chúa ở trước mắt, không hồ là người để cho thế tử cũng phải tôn kính. Một lời của đối phương đã khiến cho hắn sáng tỏ thông suốt. Hứa Thành rất ưa thích loại cảm giác như vậy, chắp tay cúi đầu về phía Minh Mai công chúa, quay người đi thẳng về phía sau nhà để bắt đầu nghiên cứu. Mà sau khi hắn rời đi, Minh Mai công chúa bỏ chén trà trong tay xuống, quay đầu nhìn thế tử thật sâu. Thế tử cười khổ truyền âm nói, ngộ tính của người nửa đệ tử này của ta thế nào, phải chăng là rất hiếm thấy. Thần sắc của Minh Mai công chúa như thường, bình thản nói, chú ý từ ngữ của ngươi, hắn không phải nửa đệ tử của ngươi. Nếu như người này trong vòng 3 tháng có thể hoàn thành thứ mà hắn vừa cảm ngộ ra, về sau ngươi cũng không cần dạy hắn, ta tới dạy. Thời gian cứ như vậy trôi qua 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Hứa Thành một mực nắm chìm trong việc nghiên cứu đối với chiếu hỏa quang, không ngừng tản ra chiếu hỏa quang ở mình ở sau nhà, thử nghiệm biến hóa nó. Quá trình không rất thuận lợi, nhưng Hứa Thành cũng không bỏ qua. Hắn không ngừng suy tư, thậm chí nghĩ tới cả ngọc giản lưu ảnh. Ngọc giản lưu ảnh có thể ghi chép được tất cả. Nguyên lý đó cũng tương quan cùng với ánh sáng. Còn có đại sư huynh lúc ấy ở bên trong mảnh vỡ thế giới, khắc một cái trường ấn kia ở trên da người, nguyên lý cũng là lợi dụng ánh sáng hội tụ. Nghĩ tới đây, Hứa Thành cảm khái trong lòng. Minh Mai tiền bối hoàn toàn chính xác là cao nhân, chỉ điểm của nàng vô cùng chính xác, cũng là do ta trước kia ngủ rốt. Sự tình phát sinh ở ngày trước mắt, vậy mà lúc ấy ta không nghĩ tới chiêu hỏa quang. Vậy thì đối với ta mà nói, muốn lấy chiêu hỏa quang để mô phỏng thì thứ đầu tiên ta cần đó là một cái vật dẫn. Hứa Thành trầm ngâm, cái thứ nhất hắn nghĩ đến chính là ngọc giản, vì vậy liền lấy ra nghiên cứu. Cùng ngày trong đêm, lúc Hứa Thành đang nghiên cứu có một chút tầm đắc thì đội trưởng lén lút tìm đến, vẻ mặt thần bí. Này tiểu Hoa Thanh, làm đại sư ngay trong những ngày gần đây. Hứa Thành nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Ngày gần đây, hắn biết rõ mục đích của đội trưởng đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch chính là để làm một đại sự, nhưng mà tình huống cụ thể thì Hứa Thành không hỏi. Tiểu Hoa Thanh, thời cơ làm đại sự của chúng ta ở bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch đã tới rồi. Khi chúng ta ngẩng đầu nhìn chân trời, không chỉ thấy huyết quang, còn có thể thấy ngôi sao hồng nguyệt. Khi đó chính là ngày chúng ta xuất phát. Mấy ngày nay ta tính toán một chút, thời gian rất nhanh tới rồi, mà lần này đại sự của chúng ta cũng không có giống như lần trước kia. Đội trưởng đắc ý, ngồi xổm ở trước mặt Hứa Thành, nhỏ giọng nói, hồi trước chúng ta đều là lén lút đi làm, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Chú ý chính là tới vô ảnh đi vô tung, nhưng bây giờ chúng ta muốn làm tất cả cho chúng sinh tế nguyệt đại vực đều có thể thấy thân ảnh của chúng ta. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, người có thể coi những đại sự lần này trở thành một tuồng diễn kịch của chúng ta trên sân khấu, mà chúng sinh của tế nguyệt đại vực bọn họ ở dưới sân khấu có thể tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa lần này Đại Kiếm Kiếm và Tiểu Ninh Ninh còn có Linh Nhi đều cần tham dự một chút, toàn bộ thành viên chúng ta đều xuất động. Chỉ đáng tiếc là mấy ngày này ta trao đổi cùng với bọn người lão già già, hy vọng bọn họ có thể đi cùng với chúng ta, như vậy chúng ta có thể bớt phiền phức rất nhiều. Nhưng mà bọn họ mặc kệ. Đội trưởng nói đến đây thì giật dây, nên ta tìm tới ngươi, ngoại trừ nói cho người biết muốn làm đại sự ra, còn hy vọng người đi khuyên bảo bọn họ một chút. Đội trưởng do dự, vừa muốn nói thì tâm thần truyền đến tiếng hừ lạnh của thế tử. Không đi. Thần sắc của Thành nghiêm nghị nhìn đội trưởng và ngưng trọng đáp lại, đại sư huynh, ta nghĩ rằng nếu chúng ta muốn trưởng thành mà nói thì cần phải ma luyện bản thân hơn nhiều mới phải. Đội trưởng trợn mắt, Hứa Thành nhẹ gật đầu. Được rồi. Trong lòng đội trưởng cũng vùng vẫy một cái, cuối cùng chỉ biết bất đắc dĩ rồi đi. Mà sau khi gã rời đi, trong 3 ngày mỗi đêm khuya, trong gian phòng của Ngô Kiếm Vũ đều truyền ra tiếng kêu rên của đội trưởng. Thậm chí có một ngày, Ninh Viêm cũng bị gọi tới. Cũng không biết là đội trưởng đang làm cái gì. Mỗi khi sáng sớm, Ngô Kiếm Vũ đều là sắc mặt trắng bệch bước ra, một bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Về phần Ninh Viêm cũng là sau khi đi qua một lần, ngày hôm sau cũng hiện ra sắc mặt trắng bệch. Linh Nhi hiếu kỳ đi tới hỏi một câu,
Ngô Kiếm Vũ im lặng, Ninh Viêm thì thở dài. Không có gì, không có gì, cũng không phải là lần đầu tiên. Linh Nhi càng hiếu kỳ, nhưng mà loại kêu rên này chỉ kéo dài 3 ngày thì kết thúc. Lúc đội trưởng một lần nữa xuất hiện, thì sắc mặt của gã cũng tương tự, trắng bệch, u oán, đưa mắt nhìn đám người thế tử đang uống trà, đi ra phía sau nhà tìm Hứa Thành. Này Tiểu A Thành, lần này chúng ta dựa vào bản thân mình, ta đã chuẩn bị xong đạo cụ rồi. Tiếp theo, người đưa khí linh của người cho ta mượn. Đội trưởng thở hồng hộc, trong mắt lộ ra sự kiên định. Đại sự lần này cụ thể là làm gì? Hứa Thành thu hồi tâm thần từ trong nghiên cứu ngọc giản, vắt tay lấy ra xương cá ném cho đội trưởng. Diễn kịch đâu mà. Đội trưởng đưa tay tiếp nhận, lão tổ kim cương tông trong đó khẽ run lên. Cái khí linh này của ngươi, ta nhớ được trước kia từng nghe lão nói qua, có đọc thuộc lòng các chuyện xưa cổ tịch nào đó, không sót lại một bộ gì. Vậy có lẽ lão rất có kinh nghiệm đối với việc sáng tác nội dung cốt truyện, ta muốn để lão biên soạn cho ta một vài kịch bản. Tiếp đó còn cần một vài trang phục thời cổ đại, cái này là khá đau đầu. Quần áo và trang sức thời kỳ cổ hoàng, lấy tiêu chí đẹp đẽ lộng lẫy làm chủ yếu, chất liệu cũng rất quý báu. Nhưng mà không sao, chỗ U Tinh Mông Tỏ có lẽ là tư tàng không ít. Nói tới đại sự, tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn. Này Tiểu A Thanh, đại sự lần này tuyệt đối hoàn toàn khác với những chuyện chúng ta làm trước kia đấy. Chiều hà dị sắc, ánh thiên khuyết. Nhìn bộ dáng hưng phấn của đội trưởng, Hứa Thành nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta đã chuẩn bị không ít đại sự lần này, đa số đều là tra tài liệu, bây giờ khiếm khuyết không nhiều lắm, chờ tin tức tốt của ta. Đội trưởng về mặt hưng phấn, chuẩn bị rời khỏi sau nhà chỗ Hứa Thành, định nghiên cứu thảo luận kỹ hơn một chút với lão tổ Kim Cương Tông. Trước khi đi, Hứa Thành gọi gã lại, muốn một miếng già của đội trưởng. Đội trưởng chẳng hề để ý, tiện tay liền ném một miếng tới. Hình như đối với gã mà nói, thì bây giờ thứ khác không nhiều lắm, chứ nhưng mà già thì có sẵn rất nhiều. Có đủ hay không? Chưa đủ à? Cứ nói nhá, ta vẫn còn đấy. Đội trưởng hùng hồn nhìn Hứa Thành. Đủ rồi. Hứa Thành quét mắt nhìn miếng già ở trước mặt này, phát hiện mặt trên còn có cái rốn, thần sắc không khỏi cổ quái. Đội trưởng cười ngạo nghễ, nghênh ngang bước đi. Nhìn bóng lưng của đội trưởng, trong lòng Hứa Thành cũng có chút cảm khái. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn nghe tới ba chữ làm đại sự từ trong miệng của đội trưởng. Theo đạo lý mà nói, Hứa Thành cảm thấy có lẽ mình nên thích ứng mới đúng. Nhưng khi đội trưởng rời đi, hắn đang khoanh chân ngồi đó, vậy mà vẫn dâng lên một chút gợn sóng. Thật sự là mỗi lần đội trưởng làm đại sự cũng đều cực kỳ kích thích. Và lại theo tu vi tăng trưởng, loại trình độ kích thích này cũng không ngừng được đề cao. Nhiều khi Hứa Thành cũng có chút không rõ tại sao đội trưởng lại điên cuồng như thế, luôn hứng thú với liều mạng như vậy. Bộ dáng giống như lúc nào cũng muốn chơi chết mình. Hứa Thành thổn thức, trong đầu hiện ra hai chữ khi bắt ra ra, lần đầu tiên trông thấy đội trưởng. Thần nghiệt. Chẳng lẽ đại sư huynh đã từng thật sự là thần nghiệt sao? Hắn như có điều suy nghĩ, nhớ lại những sự tình mà mình đã cùng làm với đại sư huynh. Cho dù là đi hải thi tộc trộm đồ, hay là đi tới chỗ U Tình đánh cắp, hoặc là tới chỗ thập đại tràng thụ vờ vét, trên cơ bản cũng không phải là trộm mà là chính là ăn. Hứa Thành trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía đội trưởng. Bấy giờ chỗ đó đang truyền ra cảm xúc chấn động run rẩy của lão tổ Kim Cương Tông. Theo như lời của đội trưởng, lần này là muốn diễn kịch, như vậy hẳn là không phải là đi trộm đồ. Trong lúc lẩm bẩm, Hứa Thành theo bản năng mở túi chứa vật ra, kiểm tra những vật truyền tống của mình, xác định số lượng đầy đủ. Lúc này trong lòng của hắn mới an ủi một chút. Thời điểm đi phải đưa theo con vẹt theo cùng. Trong lòng Hứa Thành đã có quyết đoán, không hề suy tư đại sự của đội trưởng nữa, mà đắm chìm ở bên trong nghiên cứu đối với chiêu hỏa quang. Trên thực tế, vào thời điểm ngày thứ ba, hắn đã có thể thông qua biến hóa của thất thải sắc ở bên trong chiêu hỏa quang, điều chỉnh ra một chút cảnh tượng trong suy nghĩ của mình. Nhưng đáng tiếc, những thứ cảnh tượng này đều chỉ có thể lưu lại trong đầu Hứa Thành. Hắn có thể tưởng tượng được ra, cũng có thể thử nghiệm dùng chiêu hỏa quang biến ảo, nhưng cảnh tượng phản ứng chênh lệch cực lớn cùng với suy nghĩ của hắn. Ánh sáng vẫn là ánh sáng như trước, không cách nào thành ảnh. Vì vậy mấy ngày sau, hắn lấy ngọc giản lưu ảnh là vật trung gian, nghiên cứu nguyên lý lưu ảnh và sự tương quan với ánh sáng. Nguyên lý này không khó,
nhất là sau khi tự mình trải qua cảnh tượng dùng da và ánh sáng chiết xạ ra để lạc ấn dấu vân tay. Trong lòng Hứa Thành đã có một chút phương hướng đối với phương pháp biến ảo ra ánh sáng. Ánh sáng sở dĩ thành ảnh là bởi vì chiết xạ. Phương thức ta tản ra chiêu hà quang cũng không thể nói là không đúng, mà chỉ là đang dụng hiệu quả quét vạn pháp. Cho nên tất cần phải làm là tập trung chiêu hà quang, bởi vì bản thân ánh sáng này kỳ dị, chẳng những có thể chiếu trên vật thể, cũng có thể dọi lên pháp thuật của địch nhân, tiến tới sinh ra một chút chiết xạ ta không nhìn thấy. Lúc này việc ta cần phải làm là biến những chiết xạ ta không nhìn thấy kia cho nó thành ảnh. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt lộ ra tình mang, cầm lấy ngọc giản lưu ảnh. Ngọc giản bình thường và ngọc giản lưu ảnh khác nhau. Cái phía trước mẫn cảm đối với thần thức, cho nên có thể lạc ấn thần niệm vào bên trong. Cái sau thì mẫn cảm với ánh sáng, cho nên có thể lưu lại hình ảnh. Cho nên cho dù là ngọc giản lưu ảnh hay là da của đội trưởng, thật ra cũng là một loại đồ vật vô cùng mẫn cảm với ánh sáng. Hứa Thành thằng ngọc giản lưu ảnh trong tay ra, cầm lấy tấm da của đội trưởng, sau khi nghiên cứu một phen, xác định kết quả vài ngày nghiên cứu của mình. Nhất là da của đội trưởng thuộc về loại vật phi phàm, chẳng những cứng cỏi vô cùng, cẩn thận quan sát thì thấy hoa văn trong đó cho ta một loại cảm giác là phù văn lạc ấn. Đây là điểm đặc thù của bản thân đội trưởng. Ta trở ngại tu vi cùng với phương thức bình thường thì không thể nào làm được, nhưng ta có thể dùng một chút biện pháp khác để cho bộ phận làn da trên người ta trở nên cực kỳ mẫn cảm đối với ánh sáng, tiến tới kích thích thân thể thần linh của ta phi phàm. Kể từ đó, dưới sự tập trung chiết xạ của chiêu hà quang, cảnh tượng ta không nhìn thấy có thể dùng da của ta để cảm giác, tiến tới theo bản năng huyễn hóa ra. Hứa Thành chuyển động suy nghĩ trong nội tâm, cúi đầu giơ bàn tay phải của mình lên nhìn lòng bàn tay. Có rất nhiều phương pháp để cho bản thân trở nên mẫn cảm với ánh sáng. Hứa Thành cảm thấy nên dùng cách mà bản thân mình am hiểu nhất, đó là dựa vào thuật thảo mộc. Có không ít thảo dược cùng với độc cũng có thể khiến cho làn da của ta trở nên mẫn cảm. Mặc dù dạng đó là một loại thương tổn, nhưng dùng đúng chỗ thì chính là một loại thần thông phụ trợ. Bây giờ trong túi chữ vật của ta cũng có không ít độc dược có đủ dược hiệu như vậy. Mình mài công chúa nó không sai, sức tưởng tượng là một trong những nguyên nhân trọng yếu hạn chế độ mạnh yếu của thần thông. Hứa Thành thở sâu, sau khi cẩn thận phân tích trong lòng, hắn cho rằng biện pháp này có thể thực hiện được. Vì vậy mở túi chữ vật, lấy ra những độc dược có dược hiệu đủ để cho làn da của hắn mẫn cảm, chuẩn bị luyện chế tay phải của mình. Hắn muốn tự tay hạ độc tay phải của mình thành cánh tay vô cùng mẫn cảm với ánh sáng. Một khi thành công, cánh tay này của ta có thể xưng là vạn pháp thủ. Tim Hứa Thành đập thình thịch, bắt đầu luyện chế. Cứ như vậy thời gian đoán một cái, 7 ngày sau, từ lúc Hứa Thành bắt đầu nghiên cứu chiêu hào quang cho đến bây giờ, tổng cộng thời gian đã qua nửa tháng. Mà trên thực tế vào ngày thứ 3, Minh Mai công chúa cũng đã cảm thấy hài lòng. Nàng cảm nhận được ở bên trong chiêu hỏa quang mà Hứa Thành thể hiện ra đã hình thành được phương pháp biến hóa. Mặc dù Hứa Thành nhìn bằng mắt thường không thấy, cho rằng không thể nào thành ảnh, nhưng trong mắt của Thế Tử và nàng đã vô cùng rõ ràng. Ngày lúc đó, trong lòng Thế Tử cũng có gợn sóng không nhỏ, Minh Mai công chúa cũng gật đầu. Nàng cảm thấy không sai biệt lắm, Hứa Thành có thể làm đến một bước đó đã không dễ dàng, coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ở góc độ phán đoán của nàng, với tù vi và ngộ tính của Hứa Thành, trước mắt là không thể nào chân chính khiến cho chiếc hỏa quang huyễn vạn pháp, mà con đường này nàng cũng chưa từng gặp người đi qua. Nhưng mà cái mạch suy nghĩ đó rất tốt, hắn cứ tiếp tục như vậy đi tiếp, tương lai có một ngày nào đó, có lẽ hắn thật sự có thể hoàn thành chính mộng của mình. Người trẻ tuổi chính là phải có cảm tưởng, tiến tới dám đi thử nghiệm. Trên mặt Minh Mai công chúa nở nụ cười, chuẩn bị đợi Hứa Thành bỏ cuộc sau đó đi ra tiếp tục chỉ điểm. Chỉ là tiếp theo nàng thấy Hứa Thành rõ ràng nhíu mày, bộ dáng không hài lòng. Mà trong cuộc sống về sau, nàng nhìn thấy Hứa Thành nghiên cứu ngọc giản lưu ảnh và nghiên cứu da của nhị nghiêu cùng với hạ độc tay của mình. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng của Minh Mai công chúa có chút rõ dự, bình tĩnh nhìn về phía Thế Tử bên người. Thế Tử trầm mặc, sau một lúc lâu mới cười khổ nói: "Tam tỷ, chỗ yêu nghiệt nhất của tiểu tử này không phải là tử chất tu vi mà là ngộ tính của hắn. Trước đó người nói với hắn
sức tưởng tượng hạn chế uy lực của thần thông. Có lẽ những lời ấy kích thích rất lớn đối với tiểu tử này, giống như là mở ra lồng giam vậy. Cho nên ta đã nghĩ rằng có khả năng hắn thật sự suy nghĩ ra phương pháp khiến cho chiếu hào quang của mình thành ảnh. Minh Mai công chúa nghe vậy thì im lặng. Lão Bát ở một bên nhìn thế tử một cái, lại nhìn qua tam tỷ một lần. Trong nửa tháng này, lão cũng đã cảm nhận được phía tam tử và đại ca chú ý, vì vậy cũng bí mật lưu ý. Bây giờ khi nhìn qua tất cả, lão bỗng nhiên cũng dâng lên cảm giác kích động. Năm đó, ta cũng đã chỉ điểm qua rất nhiều hậu bối thiên kiều. Hứa Thành này đã có thể được đại ca và tam tỷ coi trọng như vậy. Về sau tìm một cơ hội, ta cũng đi thử một chút. Sau khi có ý nghĩ như vậy, trong lòng của lão Bát liền tràn đầy chờ mong. Về phần ngũ muội, trong nửa tháng Hứa Thành tu hành này, phần lớn thời gian đều là chăn nuôi những con gà ở hậu viện. Mỗi một con đều mập ú. Tốc độ gia tăng số lượng gà con cũng vượt xa với trước kia, gần như là mỗi ngày sẽ nhiều hơn một số. Nhất là mấy ngày trước, thoáng cái nhiều hơn vài chục con, khiến cho Linh Nhi ngày bình thường cũng sẽ thi thoảng chạy tới giúp đỡ. Sau khi nhìn thấy cũng đều tặc lưỡi. Ngũ nãi nãi, gà con hôm nay lại nhiều hơn một chút rồi. Lúc này ở bên trong hậu viện, Linh Nhi đang giúp vùng côn trùng. Nhìn những con gà con kia điên cuồng vọt tới thức ăn, nàng giòn vác mở miệng về phía ngũ nãi nãi một bên. Ngũ nãi nãi ngồi đó mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đợi lại nuôi mập một chút, làm thịt cho người và Hứa Thành ca ca của người bồi bổ thân thể. Lời nàng vừa nói ra, những con gà còn đang nhiệt tình ăn thức ăn kia, toàn bộ thân thể run lên, vẻ mặt từng con lộ ra hoảng sợ mãnh liệt. Nhất là vài chục con mới tới mấy ngày trước, nội tâm của bọn nó càng là tuyệt vọng tới cực hạn, phát ra âm thanh cùng cục. Bọn họ không phải là tu sĩ của Khổ Sinh Sơn Mạch, mà là tu sĩ đến từ Âm Dương Hoa Gian Tông. Bởi vì điều tra tung tích đầu sỏ, làm loạn Thiên Ngưu Sơn Mạch lúc trước, cho nên mới đến nơi này. Sau khi đến nơi đây, bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bước đi Hồng Nguyệt Thần Điện bái kiến thần sứ. Chỉ là ngay khi bước vào Hồng Nguyệt Thần Điện, còn chưa đợi nhìn thấy thần sứ, thì bọn họ đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay khi rõ ràng thì đã ở nơi đây rồi, trở thành một con gà con. Mà vào lúc những con gà con này đang tuyệt vọng sợ hãi, thì trong phòng phía sau tiệm thuốc vang lên một tiếng nổ truyền khắp bốn phương, càng có một mảnh ánh sáng bảy màu kích xạ ra từ nơi ấy, chiếu rọi khắp nơi. Mảnh ánh sáng này lập tức bao phủ toàn bộ tiệm thuốc, phủ lên tất cả mọi người, cũng đã chiếu vào trên người đám gà con, không ngừng bạo phát ra, tạo thành một mảnh quang hải. Mảnh quang hải này bốc lên, khiến cho bầu trời cũng ở trong khoảnh khắc này dấy lên chấn động. Trong lúc gió dục mây vần, mảnh quang hải này bỗng nhiên chiếu lên không, lại không ngừng hội tụ trên bầu trời, không ngừng biến hóa. Trong lúc mơ hồ, hình như có một cây đinh đang hình thành ở trong đó. Cây đinh này vừa xuất hiện, hình như dẫn động một chút khí tượng thiên địa biến sắc. Linh Nhi hít sâu. Ninh Viêm mở tỏ mắt, Ngô Kiếm Vũ thì trợn mắt há mồm, Lý Hữu Phi hoảng sợ. Đội trưởng thay đổi sắc mặt, u tình ngưng trọng, hai mắt của Mặc Quỳ lão tổ lóe lên tinh mang. Trong bọn họ, có người thấy qua cây đinh này cho nên chấn động, có người chưa thấy qua cây đinh, nhưng cảm nhận được khí tức của nó dẫn dắt mà giật mình. Chỉ có Thế Tử và Tam Tỷ, Ngũ Muội và Lão Bát, bọn họ nhìn qua cây đinh đang hình thành trong bầu trời, biểu cảm bình tĩnh, nhưng mà cẩn thận nhìn, có thể thấy trong mắt của mỗi người đều có kỳ mang chợt hiện lên, lập tức trôi qua. Nhất là Thế Tử và Tam Tỷ, dưới bề ngoài bình tĩnh của hai người. Những gợn sóng trong lòng không nhỏ, quay đầu nhìn ra sau nhà. Chỗ đó chính là đầu nguồn của mảnh ánh sáng bảy màu bùng phát. Hắn thành công. Tiểu tử kia lại mô phỏng cây đinh lúc trước của phụ vương. Hết chương 630. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.